những câu chuyện về vùng đất bí ẩn. Ekip chúng tôi đã có những chuỗi ngày khó giải thích tại nơi đây. Bối cảnh nhà hoang đó là một bối cảnh tốt, phù hợp với điều kiện tiên quyết của kịch bản. Khi tìm được bối cảnh này, đạo diễn và cả ekip ai cũng mừng thầm trong bụng. Nhưng rồi, câu chuyện chỉ mới bắt đầu. Hầu hết những cảnh quay tại đây đều vào ban đêm. Nghệ sĩ và ekip đoàn phim đã thực hiện đầy đủ các công đoạn cúng bái trước khi bấm máy. Chẳng ai nói với ai câu gì, nhưng bản thân chúng tôi ai cũng lạnh lạnh sống lưng. Diễn viên Khổng Tú Quỳnh lộ rõ vẻ lo sợ, căng thẳng tột độ. Hiện đã là 3 giờ đêm. Đại ca Giang Hồ Tư Lửa chỉ còn biết tranh thủ đọc kịch bản để quên đi chuyện lên quên. Âm thanh không nghe kìa, đạo diễn không nghe được. Ừ, âm thanh, ừ nghe. Anh mới vừa nhắc vậy nè, em tính la là anh nhịn lại. Nhịn lại cho anh em thỏa thuận là im lặng. Anh mới mở con bác, anh đảo rộ rồi từ. Trên khung, cái khung còn gì không? Mình không thấy không, được kêu người ta rời nè. Quá trời. Bên kia xong á, bên kia xong ơi. Bên chợ đi sản xuất á, mình cho dân này, mình được đi bên làm cái chỗ đằng sau cái này. Mọi thứ tưởng chừng như đã ổn, nhưng trời đã đổ mưa. Mưa càng ngày càng lớn. Có lẽ hôm nay ekip phải ốp máy tại đây thôi. Tuy 7 giờ tối mới có thể bấm máy, nhưng anh em chúng tôi đã có một lúc 3 giờ chiều để chuẩn bị. Mong rằng ngày quay hôm nay thời tiết biết chiều lòng người. Đêm nay là đêm cuối, lịch trình gì đặc, ekip không được quyền thất bại. Bối cảnh đặc biệt, dưới làn khói mỏng lại càng thêm phần đặc biệt. Hai anh chàng diễn viên đã sẵn sàng vào vị trí, nhưng trong lòng thì bất an lo lắng. Tư Lửa, chuyện hai thằng đó mày giải quyết tới đâu rồi? Thái, không ngoài dự tính, bây giờ chắc tụi nó đang giết nhau á. Thái, vụ quán năm sò hôm trước ai cũng nghi thằng Mạnh hết á. Ngày mai sẽ không thằng nào tên Mạnh thay biển nữa. Tư Lửa, mày rủ thêm một hai đứa đi vô trong bờ coi tình hình sao, đứa nào còn sống á thì thử đi. Lại là những cơn mưa xuất hiện.
đây là một ngôi nhà là bỏ hoang, ở bên trong thì rất là cồ tàn, và ở phía trước có một cái cây si bám thẳng vào trong cái cột nhà. Mình nhìn thì mang cái chất nó khá là đẹp. Em nên nói về một cái hướng tích cực, nói nó rung rỡ thì nó chính xác đó. Nó càng khá là giống như trong cái bộ phim của về kinh dị á. Thì đây là một bối cảnh làm cái kinh dị khá là thú vị. Mấy ngày tiếp theo là bão mưa không chị? Tại vì do ảnh hưởng nó có bão. Và đầu tiên các bạn ngồi đợi chạy ở đây. Không biết là hôm nay có thể tiếp tục quay được hay không. Chắc là làm phim này khá hơn. Để sớm thì ngày mai không sẽ sống. Sao lời nhắn nhổ. Đúng mà. Và hy vọng tất cả mọi người sẽ ủng hộ cho bộ phim. Thì các bạn có thấy là ekip và người phim đi quay rất là cần. Quay được một cái vài giây kinh của mình thôi. Chúng tôi đã phải bỏ cả cả một buổi tối và rất là cực. Bây giờ là 10 giờ rưỡi đêm rồi. Ekip cố gắng bám trụ cảnh bầu trời đẹp đẹp để chúng tôi còn tiếp tục công việc. Nhưng có vẻ mảnh đất này không muốn đón tiếp chúng tôi. Thời tiết và khí hậu thật sự khắc nghiệt. Một bối cảnh mới nhanh chóng được tìm kiếm tại Sài Gòn để phục vụ cho kế hoạch quay và đáp ứng nhu cầu giống bối cảnh cũ tới 95%. Nghe tao dặn. Bây giờ kêu thêm 1-2 đứa nữa vô trong làng coi tình hình sao. Thằng nào còn sống giết nó luôn. Phần còn lại bằng mọi cách phải gom cho bằng được mấy cái nhà còn lại. Làm gọn nha. Ông yên tâm. Mình là dân kinh doanh chứ không phải giang hồ. Muốn sao cũng được. Chó, tôi giết mày.